phê mấy bạn. Ok mấy bạn, giờ mình đi xuống mình bơi nha. Hai cùng bơi đây, đi xuống thôi. Kìa cá coi nè. Ok mấy bạn, giờ mình đang ở trong cái chỗ này là spa mấy bạn. Spa để mình bơi. Đây là spa luôn. Mình quay với mấy bạn xem nha. Ở đây là quán cà phê mấy bạn. Này trong đây rất là đẹp luôn. Trong đây rất là đẹp luôn mấy bạn. Giờ mình đi thay đồ, mình đi bơi nha. Này, thay đồ rồi. Ok mấy bạn, giờ mình đi xuống mình bơi nha. Hay, cùng ở đây đi xuống thôi. Cái này ơi.
cá coi nè. Đây có du thuyền luôn nha mấy bạn. Ok mấy bạn, đây là chỗ mình đang uống cà phê nha. Buổi chiều quá thì mấy bạn qua bên đây mấy bạn uống cà phê cũng rất là ok luôn. View rất là đẹp. Ở đây view rất là đẹp luôn. Bên đây thì có một cái hồ bơi nữa, đây cũng có cái nhà hàng luôn mà buổi tối thì bên đây không có mở hình như. Hình như là bên đây là spa. Spa nè mấy bạn. Hồ bơi. Đó. Còn ở bên kia là lúc trước là mình thấy người ta làm fashion show mấy bạn. Người mẫu rồi rất là nhiều luôn. Đó cái nhà trắng trắng á, tối thui á. Đó.